Em là chào bác nhá. Hôm em lại lên chia sẻ cho các bác mới mặt hàng con giống. Hôm nay vừa mới đi đánh chim về, bây giờ quay hoa là hơi ngủ mất rồi. Nếu mà quay từ lúc 9 đến tầm 9 giờ sáng thì nó căng rất là đẹp. Bây giờ mới về thì quay cho các bác cùng ngắm chiêm ngưỡng. Bác nào mà thích sưu tầm cái loại mặt hàng gì, con giống gì thì alo cho em. Thì trước mắt các bác là các anh em nhà mình, đây là mới cái mặt bông bẹt đẹp, một trong những mặt bông cũng khá là đẹp, cánh rất là bay các bạn, nó ngủ mất rồi. Đó, thì nó có một mầm gốc, hoa rất là đẹp, rất là bay. Cái hàng này cũng rất là đáng sưu tầm đấy. Đó, hoa rất là đẹp. Thì em chia sẻ cho các bác nhà mình hôm nay những cái mặt hàng rất là đa dạng, phong phú luôn, giá cả hợp lý để các bác có thể sưu tầm. Đấy, ở đây em có mới chậu ạ. Đó, rất là đẹp, chia sẻ yêu thương cho các bác nhà mình. Và đây là có một cái chậu gánh nhảy, đó, hay còn gọi là hồng Hà Nội, thì nó ngủ mất rồi các bạn. Này nó hé ngày đầu, sớm mai là căng rất là đẹp. Đó, còn một nổ nữa. Thì cái chậu gánh nhảy này thì nó đang có kia trên thân, nó có một mầm gốc. Đó, rất là đẹp, rất là to luôn các bạn. Chia sẻ cho các bác nhà mình luôn, 200k cho các bác sưu tầm nhé. Đó, rất to luôn, cái chậu này thực sự rất là to các bạn. Đó, 200k. Bác nào mà lấy thì lấy nhá, nó có 2 kỳ trên thân. Đấy, còn thân nó to này về các bác làm được rất là nhiều kỳ. Tiếp theo là một cái chậu bẹt. Bẹt này thì nó chắc là nó ở cái vùng bẹt ba bó các bạn. Hoa thì rất là đẹp rồi. Em chia sẻ cho các bác nhà mình cái chậu bẹt này là 150k. Hoa rất đẹp, rất bay bướm. Đó, cái bẹt này thì thông thường là nó có rất là nhiều loại bẹt. Như cái bẹt này, cái cánh của nó rất là dày dặn, và chơi thì nó rất là bền hoa, rất là đẹp. 150k các bác nhé. Đó, tiếp theo là một cái chậu số 2, cũng là bẹt, cũng rất là đẹp. Cái chậu này thì ủi, cái chậu gỗ rất là to các bạn. Đấy, rất là to luôn. Cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác nhà mình cũng là 200k. Mặt bông nó rất là đẹp, họng nó rất là tim, rất là bay các bác nhé. Đó, nó rất là đẹp, cái khuôn bông của nó cực kỳ đẹp. Đó, nó không mỏng cánh. Là cái chậu số 2 các bạn. Cái chậu số 3 cũng chia sẻ cho các bác nhà mình cũng là 200k. Đó, hai cái chậu này thì nó to nhất. Nhưng cái mặt bông này theo cá nhân em đánh giá thì khá là ok, vì cái khuôn bông của nó rất là đẹp, rất dày dặn. Đó, nó không lè môi, nó rất là tìm môi và nó rất là đẹp. Và cái khuôn bông giữa cái mũi rồi cái mắt, cái cánh của nó rất là cân đối, nó không bị xấu các bạn. Đó, nó rất là đẹp. Cái chậu này cũng chia sẻ cho các bác là 200k. Đó, em có 3 chậu, bác nào lấy chậu nào lấy nhé. Đó, đó. Và tiếp theo thì em còn vài chậu hồng nguyên thủy, nay em chia sẻ cho các bác nhà mình yêu thương, đều là đang nổ. Số 1 em chia sẻ cho các bác là 130k. Đó, số 2 cũng là 2 mầm gốc và 2 thân hoa, cũng chia sẻ cho các bác mình 130k. Số 3 cũng là 2 thân hoa và 2 mầm gốc, chia sẻ cho các bác nhà mình cũng là 130k. Đó, và số 4 cũng là 2 mầm gốc và nó có 2 thân hoa đang có nụ, chia sẻ cho các bác nhà mình là 130k đồng giá luôn. Và tiếp theo thì em chia sẻ vài cái mặt hàng nữa cao hơn một chút. Nhưng số 1 năm trắng mắt châu, chia sẻ cho các bác là 150k. Số 2 năm trắng mắt châu là 200k. Số 3 năm trắng mắt châu cũng là 200k. Đó. Và số 4 là một trong những mặt bông, cũng là một thời đình đám Bảo Duy, có một mầm gốc đang lên, chia sẻ 500k. Rất vừa tiền, hợp lý ạ. Đấy, các bác mà sưu tầm thì lấy.
Đơn số 5 cũng là Bảo Duy, cũng là 500k. Cây này cũng là một mầm gốc đang lên. Và tất cả đều là hai mầm gốc bác nhé. Đó, cây này đang sưng hai mầm rồi. Cây nào cũng hai mầm là 500k. Số 6 thì là 600k. Cây này thì nó rất là lực, hai mầm gốc luôn, đẹp. Tương lai nó còn 3 mầm các bạn. Đấy, bác nhìn kỹ nhé. Đó, số 6 Bảo Duy 600k, rất vừa tiền. Tiếp theo là đơn số 7 Bảo Duy, cây này 500k, một mầm gốc khá là lực. Chuyển sang đơn số 8 Bảo Duy, cây này thì tương lai là 3 mầm gốc. Cây này thì to các bạn, to. Chia sẻ to nha các bác nhìn này. Hơn chục sen, 2 triệu đồng. Đó, cực kỳ yêu thương, tình thương mến thương cho toàn thể các bác nhé. Cây này là 3 mầm gốc nhé, mắt gốc khá ok, thực sự rất đẹp. Đó, mắt gốc lên hết rồi, 3 mầm. Chia sẻ cho các bác là mình là 2 triệu. Đó, cây này hơn chục sen nhé, khoảng 13 sen. Đó, vì Bảo Duy bây giờ thì nó cũng dao động từ 200.000 quay đầu thôi. Đó, hơn chục sen, 2 triệu. Nhưng mà bây giờ hầu như đi mua người ta không đo sen, tất cả các loại lan và cao cấp người ta không đo sen nữa các bạn, người ta mua vo bằng mắt thường đó, vì nó bị hết giá ảo. Tiếp tục là đơn số 9 người đẹp không tên, một mầm gốc. Cây này rất lực, rất khỏe, cũng chia sẻ 2 triệu đồng. Em chuyển sang đơn số 10 là một đơn năm trắng Vĩnh Khang. Đơn này thì một mầm gốc 52, chia sẻ cho các bác là mình là 1.200.000 đồng. Đó, mầm gốc đi pha pha các bác nhé. Đơn số 11 là một đơn Thảo Chi, hai mầm gốc rất là lực, khỏe đẹp các bác nhé. Đó, rất đẹp luôn. Em chia sẻ cho các bác nhà mình là 2 triệu đồng. Đó, 2 triệu đồng, cây này rất khủng, rất to. Đơn số 12 Ngọc Sơn Cước, em chia sẻ là 300.000 đồng. Đó, rất xinh, vừa tiền. Chuyển sang đơn số 13 Ngọc Sơn Cước, cây này thì là 250.000 đồng, rất vừa tiền các bạn. Chuyển sang đơn số 14 Hồng Phú Quốc, một mầm gốc đã lên. Đó, còn một mắt chưa lên. Chia sẻ cho các bác nhà mình là 300k. Đó, 300k. Đơn số 15 Hồng Sao Hỏa, cây này thì hai mầm gốc đang lên, rất đẹp. Một mầm, hai mầm. Đây nó còn cả mắt ngủ, đang sưng. À, nó có kỳ trên thân, nó đang có kỳ và con nổ luôn. Đó, Hồng Sao Hỏa nó dùng lá thì không ảnh hưởng gì các bác nhé. Chia sẻ là 250.000. Đó, cây này rất to luôn các bạn, 250. Đơn số 16 là một nàng Juret, một mầm gốc. Chia sẻ 600k, rất vừa tiền. Đó, 600k. Đơn số 17 Juret, chia sẻ cho các bác là 600k. Đó, 600.000 đồng. Em chuyển sang đơn số 15 là năm trắng Cố Hương, một mầm gốc phê, trên thân có rất là nhiều cây. Đó, rất nhiều cây luôn. Cây này cũng rất là to các bạn. Em chia sẻ 250.000. Hàng mang tính chất sưu tầm, một thời cũng rất là đình đám. Đơn số 16 Cố Hương, 200.000 một mầm gốc, và có rất là nhiều cây trên thân. Đó. Và đơn số 17, một đơn cờ đỏ đẹp sắc nước nghiêng thành, cắt khúc tự nhiên 52 này, phê luôn. Cây này là 2.5 triệu đồng. Đó, các bác mua hàng nên cân nhắc 2,5 triệu đồng, một cái giá cực kỳ yêu thương, 2.5 triệu. Và cuối cùng là một đơn số 18 Bảo Duy. Đơn này thì một mầm gốc khá lực, khỏe, đẹp. Bao phê cho các bác, cây này là 600k, đã lên một mầm như hình. Đó, còn một mắt nữa chưa lên. Đây, mắt đầy các bác này, chưa lên. Đó, nhưng cây này khá đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, rất lực các bác nhé. Đó. Và tất cả các đơn hàng ngày nay em đã quay báo giá chi tiết cho các bác rồi. Các bác nào mà có nhu cầu sưu tầm cái con giống gì liên hệ trực tiếp với em. Và đây là bông bẹt thì thực sự nó rất là đẹp các bạn. Thích được cái khuôn bông nó rất là cân đối, cánh nó rất là dày dặn. Đấy, nhìn cái bông này nó vừa hé ngày này. Đó, nó đẹp tự nhiên các bạn, hoàn mỹ luôn. Đó,
có rất là nhiều loại bẹt nhưng có những bông rất là mỏng cánh. Và em cũng xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bác.